Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết. Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan giao nhiều trọng trách. Miền Trung mưa lớn, nguy cơ cao, lũ quét và sạt lở ở 6 tỉnh thành. Bình Phước, hai xe máy đấu đầu khiến 4 người thương vong. Xúc động hình ảnh các con tin được Hamas thả, đoàn tụ người thân. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tuần làm việc cuối cùng từ ngày 27 đến 29 tháng 11 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết. Các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm luật căn cước, luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Trương Huệ Vân về tội tham ô tài sản. Kết quả điều tra thể hiện Trương Huệ Vân là cháu gái được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao cho Vân đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau, đa phần là các công ty ma. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2020, Trương Huệ Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Cơ quan điều tra xác định bị can Trương Huệ Vân có vai trò giúp sức đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan, thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 25 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Trương Huệ Vân đã khai nhận nắm giữ vai trò quan trọng, hoạt động kinh doanh thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các hoạt động như thành lập công ty ma, sử dụng phương án kinh doanh khống về mua bán nông sản, phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền phục vụ mục đích riêng của Trương Mỹ Lan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào hồi giữa tháng 9, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của bà C tố giác về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Nhóm đối tượng sử dụng hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc đông y và mời tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tâm khai nhận đã thuê nhóm nhân viên để thực hiện hành vi lừa đảo. Quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Tâm thống nhất với nhóm nhân viên nếu lừa đảo được khách hàng dưới 100 triệu đồng sẽ chia cho nhân viên 20% số tiền lừa đảo được. Nếu lừa đảo được khách hàng trên 100 triệu đồng thì sẽ chia cho nhân viên 30% số tiền lừa đảo được. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 26 tháng 11 đến sáng 27 tháng 11, Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía đông của Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Ngoài ra, Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh thành như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên. Vừa qua, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã, đoạn qua ấp Sa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, giữa hai xe máy, khiến hai người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, Mạc Ngọc Quý, 33 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản,
điều khiển xe máy biển số 93C1-26278 lưu thông trên đường liên xã hướng từ tỉnh Tây Ninh đi huyện Hớn Quản. Đến ấp Sa Trạch 2, xã Phước An, bất ngờ va chạm trực diện với xe máy biển số 93C1-38380 do Điểu Du Đê, 20 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản cùng hai thanh niên khác chở nhau, chưa xác định người điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến Quý và Đê tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tòa án Nhân dân quận 8 TP.HCM vừa xử sơ thẩm 3 bị cáo Huỳnh Trọng Nhân, Nguyễn Minh Hùng, Phạm Chí Hiếu về tội cố ý gây thương tích. 3 bị cáo đã có hành vi hành hung bị hại trọng thương dẫn đến tử vong vì mâu thuẫn khi lái xe. Theo cáo trạng, sau khi uống rượu, Hùng cùng Nhân và Hiếu lái xe đi từ hẻm số 80 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, thì gặp anh Diệp Tuấn Thanh đi ngược chiều vào tốc độ nhanh, suýt va chạm với xe của Nhân. Lúc này, Nhân dừng xe và lớn tiếng với anh Thanh, nên anh Thanh và Nhân lớn tiếng thách thức qua lại, xô xát với nhau. Hậu quả, anh Thanh bị 3 đối tượng tấn công dẫn đến tử vong do thương tích nặng. Vừa qua, Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 đã tổ chức trao khen thưởng đối với quần chúng có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng cướp giật tài sản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Trước đó, Lê Văn Tài, 35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang và Siêu HK, 30 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, chạy xe máy trên đường quốc lộ 1A thuộc khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận thì phát hiện chị H đang lưu thông cùng chiều, để điện thoại di động trong túi quần nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi bỏ chạy đến bãi đất trống thuộc khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, hai thanh niên cướp giật đã bị anh Tiến và Luận khống chế bắt giữ và bàn giao công an phường xử lý. Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an liên tiếp triệt phá đường dây sản xuất buôn bán ma túy, núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử, nước vui. Điển hình là vụ án của Lê Anh Thơ ở Hà Nội. Đây là kẻ cầm đầu tổ chức sản xuất ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi để bán ra thị trường cho giới trẻ sử dụng. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm chuẩn bị tung ra thị trường, thu giữ 5 can nhựa có chứa 84 lít dung dịch ma túy và các thiết bị để bơm tinh chất chứa ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng mới đây cũng triệt phá đường dây sản xuất ma túy thông qua việc pha chế, đóng gói nước vui do Nguyễn Thị Hoài trú tại TP.HCM cầm đầu. Qua xác minh, trong nửa năm, nhóm này pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750kg ma túy nước vui. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh hai con lạc đà đang ăn cỏ ven đường tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Sau khi những thông tin kèm hình ảnh về lạc đà xuất hiện đã khiến nhiều người tỏ ra thích thú. Có người hài hước còn ví von hai con lạc đà trên là du khách sang thăm Việt Nam. Liên quan đến việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường xác nhận có hai con lạc đà xuất hiện tại địa phương. Tuy nhiên, hai con lạc đà này đã xuất hiện cách đây vài tháng và được cán bộ đồn biên phòng Xuân Trường, huyện Bảo Lạc phát hiện ở khu vực biên giới. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường, đồn biên phòng Xuân Trường đang chăn nuôi hai con lạc đà trên, chưa có người tới nhận. Hàng ngày, hai con lạc đà được thả ra môi trường tự nhiên để ăn cỏ. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Tờ The Guardian đăng tải video quay cảnh các con tin được phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine thả đoàn tụ với người thân. Cuộc đoàn tụ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 sau gần 50 ngày các con tin bị Hamas giam giữ. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Hamas đã thả 13 con tin quốc tịch Israel, 10 con tin Thái Lan và 1 con tin Philippines. Theo ông Hagari, theo kiểm tra ban đầu, các con tin được Hamas thả đều có sức khỏe ổn định. Theo đài CNN, việc trao đổi con tin hôm 24 tháng 11 là kết quả của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas do Qatar làm trung gian. Theo thỏa thuận, 50 con tin sẽ được thả để đổi lấy 150 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu có thêm nhiều con tin được trả tự do, và cứ 10 con tin được thả sẽ có thêm một ngày ngừng bắn. Tờ Ả Rập New Pakistan đăng tải video quay cảnh cháy trung tâm thương mại ở thành phố Karachi, Pakistan hôm 25 tháng 11. Vụ cháy khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Trả lời AFP,
Ông Shahid Hussain, người phát ngôn lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ cháy cho biết, nhân viên cứu hộ của chúng tôi cho đến nay đã đưa 11 nạn nhân đến bệnh viện. Ông Hussain cho biết 35 người bị thương, trong đó có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã cứu được hơn 40 người khỏi vụ hỏa hoạn. Trung tâm thương mại nói trên có 6 tầng, đám cháy bùng phát ở tầng 4. Ông Hussain cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là do máy phát điện bị chập điện. Theo hãng tin Reuters, quân đội Trung Quốc ngày 25 tháng 11 đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện chiến đấu ở biên giới Trung Quốc-Myanmar, một ngày sau khi đoàn xe chở hàng của Trung Quốc bị thiêu rụi tại biên giới hai nước. Thông báo về cuộc tập trận được Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa ra trên mạng xã hội WeChat. Theo thông báo, cuộc tập trận nhằm mục đích kiểm tra khả năng cơ động, khả năng phong tỏa biên giới và tấn công hỏa lực của lực lượng chiến đấu. Chính quyền tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, giáp Myanmar, ngày qua cũng ra thông báo về cuộc tập trận, cho biết thời gian tập trận kéo dài từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11 tại khu vực gần các làng Mang Hai, Menling và Quy Suhi của tỉnh Vân Nam. Cùng ngày, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, ông Yamin Thun cho biết Myanmar đã được thông báo về cuộc tập trận, lưu ý rằng cuộc tập trận này nhằm mục đích duy trì hòa bình và ổn định gần biên giới và không làm suy yếu chính sách của Trung Quốc trong việc không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!